Vâng, em Tuấn ô tô cũ giá rẻ Hải Phòng xin kính chào toàn thể quý anh chị các bạn. Chào mừng toàn thể quý anh chị bạn đã quay trở lại với kênh mua bán trao đổi ô tô cũ của em Tuấn đến từ Hải Phòng. Vâng, bên em chuyên mua bán trao đổi ký gửi tất cả mẫu ô tô cũ đã qua sử dụng các bác nhé. Và cửa tiền loanh quanh khoảng 50 triệu cho đến khoảng tầm 500 triệu thôi là các bác thể sở hữu cho mình ở một trong tất cả mẫu xe hiện đang có mặt tại chợ ô tô miền Bắc. Địa chỉ là km 47 Quang Trung Lão Hải Phòng. Hôm nay thì em lên sóng quay báo giá cho bác tham khảo mẫu xe gọi là tương đối là hot trên thị trường hiện tại các bác nhé. Dường như là lúc nào nó cũng là danh sách top 1 bán ra trong thị trường ô tô này. Đấy thì trên màn hình nhỏ các bác thể quan sát luôn ạ. Nó là một thương hiệu của Toyota, đó là chiếc Vios được sản xuất năm 2014. Trang bị cho mình là động cơ 1.3 với phiên bản thiếu và nâng full kịch bản E các bác nhé. Hay người ta gọi là bản này là bản G các bác. Bản G nâng full E rồi, đầy đủ đồ chơi, có cả hệ thống đèn bi salon siêu sáng. Bộ đèn này đâu đó loanh quanh khoảng mười mấy triệu các bác nhé. Đấy, bộ đèn này chủ cũ người ta khi mà bán lại cho bên em đó thì người ta cũng bảo là bộ đèn này thì bác cái thay đâu đó khoảng 12 13 triệu gì đấy. Hiện tại thì mang biển tư nhân biển Thanh Hóa 36A80549 và đăng kiểm dài giữa tháng 7 năm 2023 các bạn. Đăng kiểm còn rất là dài luôn. Cái động cơ 1.3 của dòng Toyota Vios này thì chạy nó cực kỳ là tiết kiệm nhiên liệu cũng như máy số nó rất là bền bỉ. Và chi phí bảo trì bảo dưỡng của nó hàng ngày thì nó rất là rẻ luôn. Đấy, bác nào mà có nhiều thời gian rảnh nhá thì các bác thường xuyên mà bảo trì bảo dưỡng nó đi thì đi lại dòng Vios này rất là trơn tru. Chạy xe nó động khối động cơ 1.3 chạy cũng tương đối là khỏe quá nhá. Đấy, bản thiếu nhưng mà em này nên gọi là có cả đầy đủ hệ thống xi nhan thích hợp chân gương, la răng đúc 4 bánh. Cái thằng này thì nó không có phanh ABS và túi khí các bác nhá. Đời 2014 bản thiếu này. Và bộ lốp dép của nó thì là bộ lốp Bridgestone mới được khoảng tầm 85%. Đấy. Riêng về phần hệ thống sơn xi bên ngoài em nó thì mang nước sơn màu đen, một màu khá là sang trọng và lịch sự. Tay nắm cửa nẹp chân kính đều được ốp lớp mạ chrome bảo quản chống xước, chống va đập. Đấy, phía sau xe này cũng có đầy đủ hệ thống camera lùi các bác. Đấy, mua những em như này về thì các bác không mất thêm chi phí gì độ thêm những cái đồ chơi linh lặt vặt cả. Đấy, đầy đủ camera lùi thì chắc chắn là cao trong cái phần gọi là màn hình giải trí của nó thì sẽ là màn hình Android rồi. Có cả xi nhan tích hợp chân gương các bạn ạ. Xi nhan tích hợp chân gương và camera chân gương luôn các bác nhá. Đấy, camera chân gương này hay là camera 360 độ đó. Đấy, rất là tiện lợi cho bác nào mà mới lái hoặc là nó để ghi lại cái hành trình các bác đi lại rất là tiện lợi luôn. Thân vỏ bên ngoài em này thì dường như là rất là căng cứng rồi, không có chỗ nào móp méo về tôn vỏ bên ngoài cả. Bác nghe nhìn form của nó rất là đẹp. Chiếc Toyota Vios đời 2014 này, một sự lựa chọn hoàn hảo, các bác mua về mà đi gia đình cũng rất là ok. Hoặc là bác nào mà mua về chạy thêm đá đưa thêm dịch vụ đó thì chạy những dòng này thì phải nói là hết bài luôn. Đấy, tiết kiệm nhiên liệu loanh quanh đâu đó khoảng 5 lít cho đến 5 lít rưỡi trên 100 km ạ. Và cái chi phí bảo trì bảo dưỡng của nó ấy, thì cực kỳ là rẻ luôn. Và cái đồ dùng thay thế phụ tùng phụ kiện của nó thì tràn lan trên thị trường hiện tại các bác nhé. Đấy, nhưng riêng cái bộ hệ thống cản trước của nó thì nó không có hiện tượng chảy xệ gì cả. Toàn bộ hệ thống khe hở nó thì khá là khớp và đều nhau các bạn. Xe cũ mà đã qua sử dụng mà người ta giữ những con chất con xe nó như này mà nó bản di bản thiếu các bác nhé. Đấy, nhìn nó cực kỳ là cứng cáp luôn. Toàn bộ hệ thống nắp capo phẳng lì luôn các bác nhé, không có dấu hiệu móp méo gì do đất đá rơi vào cả, mọi thứ đều còn zin nguyên bản theo xe. Đấy, hộp đèn của nó thì cũng không bị dập vỡ hay là chớp hơi nước gì cả, kể cả hộp xi nhan này các bác này, hộp xi nhan thế này còn rất là đẹp luôn, không có chảy xước tí nào. Gầm bệ thì sáng choang các bác nhé, gầm bệ sáng choang này. Đấy, không có dấu hiệu han gỉ mối mọt gì cả. Đấy, mẫu xe cũ mà người ta giữ gìn con xe rất là cẩn thận. Đấy thì các bác mua về đi lại tiêu dùng cũng hoàn toàn không phải lo ngại vấn đề gì cả các bác nhé. Nhìn thân vỏ rất là cứng luôn. Đấy, không có, giống như nó không có dấu vết gì gọi là han gỉ mối mọt cả. Còn đâu đây là dưới phần gầm của chiếc Toyota Vios và biển Thanh Hóa các bác này, biển tư nhân Thanh Hóa đây, hoàn toàn không một dấu hiệu gì gọi là chảy xước dưới phần gầm cả. Toàn bộ hệ thống gầm mà tương đối là sáng và đẹp các bác nhé, không có han gỉ mối mọt gì cả. Nguyên cái bộ phần ốp dưới gầm này các bác này, nó còn không có dấu hiệu chảy xước gì cả, không cào cấu, không chảy xước gì cả các bác nhé. Gầm không một hiện tượng gỉ dầu, ngoài những cái thanh ở cái thành răng này, kích lốp sơ cua lên nha thì mọi thứ nó còn zin nguyên bản theo xe các bác nhé, không hề có một dấu vết gì han gỉ mối mọt cả. Khung gầm rất là đẹp, toàn bộ hệ thống khung sườn nó này trông nó vuông vắn, hệ thống tôn vỏ nó thì có chả có chỗ nào bị móp méo cả các bác nhé. Và hiện tại chiếc Toyota Vios đời 2014 bản thiếu bản máy 1.3 bên em đề xuất bán với giá là 286 triệu thôi. Đấy, nó bao rút hồ sơ và hỗ trợ vận chuyển. Nói chung là cái thời điểm mà qua cái dịp giữa năm mà gần đổ về những tháng cuối năm này thì giá thị trường xe bao giờ nó cũng nhỉnh hơn một chút các nhá. Và cái nhu cầu mua xe cũ cũng rất là nhiều, cho nên là thường xuyên là có những một vài mẫu xe mà nó đẹp đẹp nuột nuột như em này về thì thường chỉ trụ được đâu đó 1-2 ngày thôi. Đấy, thì bác nào mà đúng chân thì alo liên hệ sớm với em theo số điện thoại cũng như Zalo 0389726738 ạ, để thương lượng về giá cả cũng như em cung cấp thông tin hình ảnh đầy đủ góc cạnh về chiếc Toyota Vios này cho các bác tham khảo các bác nhé. Kết có thể liên hệ trực tiếp em để mà chốt giá luôn cũng được các bác.
Nói chung là không ai giao 10 bán đủ 10 cả. 286 thì em chỉ cần bán đến tầm 284, 285 là được rồi các bạn. Đấy, còn đây là toàn bộ hệ thống gọi là mặt táp bi của nó này. Toàn bộ hệ thống mặt táp bi của nó đây. Với cái đặc trưng là bản G thì nội thất của nó là một màu màu đen các bác nhá. Nó không khác gì với những bản G. Đấy, bản G thì nó cũng chỉ là một màu đen thôi. Bản G thì nó có hai sự lựa chọn. Một giữa màu be kết hợp cả màu đen và một màu đen tuyền như này. Nhưng em này thì nó đặc trưng của nó là bản màu đen luôn các bạn. Khác không khác gì bản G màu đen cả. Đấy, mọi thứ này. Lên đầy đủ hệ thống xi nhan tích hợp chân gương cũng như là hệ thống gương kính cụp xòe. Và những con ốc bản lề của nó là chưa ra con nào các bác nhé. Đấy, nó hoàn hảo mức độ như này mà. Vios G đời 2014 mà ta giữ được con ốc bản lề chưa ra. Và toàn bộ hệ thống mặt tabi thì vân dần nổi khá đẹp luôn. Cái những cái này là bụi trần các bác nhé. Các bác chỉ cần vệ sinh qua một chút thôi, lấy cái rẻ các bác lau qua một chút thôi, mọi thứ này sạch sẽ sáng bóng như mới luôn. Còn nên hệ thống keo chỉ của nó này, cái quan trọng nhất vẫn là keo chỉ của một mẫu xe mà đã qua sử dụng đây. Đấy, hoàn toàn là nguyên zin các bác nhé, không có móp méo gì bên thành tôn này, nhìn trực diện vào các này. Toàn bộ hệ thống tôn vỏ của nó thẳng tắp và căng mọng luôn. Cái ngoàm cửa cũng thế, dấu hiệu hao mòn rất là ít các bác nhé. Cái ngoàm cửa dấu hiệu hao mòn rất ít này. Đấy. Và toàn bộ hệ thống những con ốc bản lề nó đều còn nguyên bản của xe, nguyên zin luôn, chưa có móp méo gì phần gọi là cái phần đầu con ốc cả. Đấy, rất là xuất sắc. Đấy, cánh cửa đóng vào rất là nhẹ nhàng luôn. Có đây là mặt tabi phía đằng sau đây. Đấy, ngoài cái lớp bụi trần ra thì mọi thứ nó còn rất là tươi và mới các bác nhá. Keo chỉ cũng thế còn nguyên zin này. Chốt khóa an toàn trẻ em này. Đấy, các bác ở nhà có em nhỏ các bác thì đi ra ngoài đường thì bác nên khóa lại này vào. Để tránh tình trạng các em nó nghịch vào những cái tay nắm cửa kia mở cái nó ra đang chạy mà mở cái nó rất là nguy hiểm các bác nhá. Đấy, thì khóa cái chốt ra trẻ em mà. Đấy, người Nhật ta nghĩ ra rất nhiều cái công cụ thông minh. Đấy, có cả chốt trẻ em này. Đấy. Và toàn bộ hệ thống gọi là gầm bệ của nó đây. Quá là sáng luôn các bạn, hai bên tôn vỏ full lốp tuyệt vời luôn. Những cái mép tôn của nó thì đều đâm gắp nhau, dường như không hiện tượng xô lệch gì cả. Hộp đèn chiếu sáng sau cũng thế, không bị dập vỡ, vẫn là đèn zin nguyên bản theo xe các bác nhá. Vẫn là đèn zin của xe, không dập vỡ, không chớp hơi nước, quá là tươi luôn. Sơn xi bên ngoài thì căng mọng rồi. Nói chung là cái dòng này xe cũ thì không thể tránh được những vấn đề gọi là xước xác. Cho nên là bên em khi mà mua về đấy ạ, trước khi mà giao bán thì cũng đều spa, cũng làm lại qua một tí gọi là sơn tỉa đánh bóng con xe nhìn cho nó xuất sắc hơn một chút các bác nhá. Các bác mua về chỉ việc tiêu dùng thôi, không phải trang bị thêm một vấn đề gì cả. Chỉ việc đổ xăng thay dầu. Đấy, cái việc đổ xăng thay dầu rất là quan trọng các bác nhá. Các bác mà mua xe cũ về mà các bác không thay bộ dầu mới thì mình không kiểm soát được cái mức độ hao mòn của nó đến đâu, thì là sau này đi thì nó sẽ máy số nó sẽ nhanh hỏng hơn. Nói chung là hỏng thì nó không hỏng, nó nhanh xuống máy hơn, đi máy nó sẽ ì ạch hơn các bác nhá. Đấy, thì tốt nhất là các bác mua xe những cái dòng xe mà đã sang tay như thế này thì các bác mua về các bác trang bị cho mình bộ dầu nhất mới. Đấy, đi khoảng 5.000 km thì các bác thay lại một lần để cho nó có cái định kỳ các bác nhé. Cái định kỳ từ ngày mình thay hoặc là từ cái lúc km đấy mình thay, cho đủ đến 5.000 km thì mình thay lại một lần, hoặc cả nước mát nữa các bác. Cẩn thận thì các bác thay cả nước mát nữa. Thật ra cái nước mát này thì các bác đổ nước lã vào cũng được. Đấy, còn bác nào cẩn thận thì có thể ra gara mua cái chai nước đấy, đâu đó khoảng 2-3 lít đấy, nào có một chai thì các bác đổ vào. Đi thì nó chỉ có công việc nó phục vụ cái nước mát, chỉ làm mát bộ máy thôi, chứ nó không có tác dụng như gì khác cả. Đấy, mà không có nước thì nó thổi gioăng vỡ biên. Đấy, nước cũng rất là quan trọng các bác nhá. Còn đây là hệ thống keo chỉ này. Đấy, được, cái quan trọng nhất là keo chỉ của nó không mất phân nào. Còn đây là phần mặt tabi của nó đây. Đấy, cái nước của nó rất quan trọng, nhất nước nhì phân các bạn, tam cần tứ giống. Đấy, cái em này thì giống của Toyota thì không phải nghĩ gì rồi. Đấy, nước thì quan trọng nhất, thì các bác thường xuyên kiểm tra nước mát khi mà đi đường dài. Đấy, hoặc là đâu đó khoảng 2 tuần cho đến 1 tháng các bác kiểm tra lại một lần thì càng cẩn thận càng tốt hơn các bác. Con xe nó sẽ bền bỉ, nó sẽ phục vụ các bác tốt hơn. Đấy, túi khí an toàn trên mặt tắp bi này. À, trên mặt tắp lô và ghế bên phụ các bác nhá. Và hệ thống nhựa bên trong của em này thì khá là tươi. Với cái giá là 286 triệu mà để mà sở hữu cho mình một chiếc Toyota Vios như đời 2014 như này rất là hoàn hảo các bác nhá. Đấy, chủ cũ người ta độ đầy đủ đồ chơi rồi. Đấy, màn hình giải trí là màn hình Android này. Có tích hợp cả camera chân gương này, camera hành trình, camera lùi các bác nhá. Đấy, camera hành trình đây. Camera chân gương ngày đầu video em đã quay rồi, và camera lùi chắc chắn có đủ các bác. Còn đây trần của em nó trần nỉ nguyên bản theo xe. Và chân tương đối nó sạch sẽ, không có dấu hiệu gì gọi là ẩm mốc cả các bác nhá. Đấy, bác nào mà đúng chân mà lấy những em này về đi. Vừa đi gia đình vừa đã đưa thêm dịch vụ quá là hợp lý luôn. Em này thì nó được cái nước sơn màu đen, chạy được cả xe hoa các bác nhá. Đấy, chạy được cả xe hoa, kiếm thêm thu nhập bằng trang trải cuộc sống hàng ngày. Đấy, và cái chi phí bảo trì bảo dưỡng em xe này thì các bác bớt một chút ra để mà bảo dưỡng thì rất ok luôn các bác. Đấy, hệ thống gọi là ghế da của nó cũng tương đối là đẹp các bạn. Ghế da này là từ khi mua xe là người ta bọc bộ ghế da này cho nó, mà còn nguyên bản nó thì là ghế mút bọc nỉ
bên trong hệ thống mút của nó tương đối là căng và mọng các bác nhé, rất là đẹp ạ. 2014 nói chung là đẹp. Một mẫu Toyota Vios thì nó cũng không có quá nhiều vấn đề đặc trưng để miêu tả quá. Thông qua thì một vài cái nét ở trên phần mặt tablo này và những cái hệ thống gọi là vân trần trên mặt tabi và keo chỉ của nó, được cái quan trọng là còn nguyên zin các bác nhé. Và khi mua xe bên em thì em cam kết các bác là không đâm đụng, không gặp nước và không tranh chấp bằng văn bản giấy tờ, cho nên các bác hoàn toàn yên tâm. Nếu mà có lỗi thì bọn em lỗi phát sinh nha các bác. Chẳng may mà khi mà ra tên bấm biển các bác mà nó đến cái lỗi gọi là tranh chấp hoặc là phạt nguội mà thì bên em sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm các bác nhé. Không giải quyết được thì bên em sẽ nhận lại xe cũng như là hoàn lại toàn bộ chi phí tiền cho các bác. Nên các bác hoàn toàn yên tâm, không phải lo ngại vấn đề đấy. Còn cái dấu hiệu đâm đụng ngập nước thì chắc chắn là khi các bác kiểm tra xe đã có dấu hiệu, bọn em sẽ tặng luôn các bác 10 triệu. Đấy các bác nhé. Còn đây toàn bộ hệ thống gọi là đường máng nước rồi này. Tôn nét của nó phải nói là thẳng tắp luôn. Những cái thành tôn của nó, cái đường gân con xe này các bác, nó còn chưa dấu hiệu gò nắn gì cả, chưa gia công xử lý một tí nào, cho nên mọi thứ của nó rất là tươi và đẹp các bác nhé. Đây cốp gầm của nó này, đầy đủ kích lốp và lốp sơ cua. Đầy đủ kích lốp và lốp sơ cua các bác nhé. Đấy, xuất sắc luôn ạ. Mua về sẵn chỉ việc đổ xăng thôi các bác nhé. Đổ xăng là lăn bánh luôn. Đấy. Còn ra sẽ khỏi động khoang động cơ của chiếc Vios đời 2014 nên cho các bác tiện ngắm nghía qua phần khoang động cơ và cảm nhận về cái khoang động cơ, tiếng máy nó nổ như nào các bác nhé. Ô tô chuẩn có 11 vạn các này, 11 vạn ạ. Đấy, máy nổ rất là êm. Cái điều hòa của thằng này thì nó tối giảm người tiêu dùng, nó chỉ có điều hòa cơ thôi. Đấy, điều hòa cơ và tất cả mọi thứ đều là chỉnh cơ hết các bác nhé. Đấy. Chỉ có hướng nóng lạnh này, tốc độ gió và hướng gió AC và nóng trong, gió trong gió ngoài, xế kính thôi. Đấy, ngoài ra không có vấn đề gì cả. Vô lăng củ số cũng rất là tươi các bác nhá. Dán ra tắt cái điều hòa đi để cho các bác cảm nhận rõ về cái khoang động cơ nhất. Đấy, cái điều hòa thì mát lạnh. Điều hòa loa đài âm thanh ánh sáng, tất nhiên là khi mà giao xe đến tay khách hàng thì bên em sẽ chỉnh đốn lại tất cả mọi thứ, nó sẽ hoạt động rất là trơn tru các bác nhá. Các bác không phải lo ngại vấn đề đấy ạ. Nếu mà là chẳng may nó thiếu mát tí hoặc là nó loa âm thanh ánh sáng nó trục trặc tí thì bên em sẽ phục vụ mốt cho các bác nhé, nhanh nhất cho khách hàng luôn. Còn đây khoang động cơ của chiếc Toyota Vios đời 2013 các bác này, với 2014 với phiên bản gọi là bản thiếu đây. Nó sử dụng mình động cơ là gọi là máy đen các bác nhé. Cuối 2016 bắt đầu nó mới lên máy trắng. Em này đầu răng tay đèn của nó tất cả mọi thứ đều còn rất là ok các bác. Sơn xi cũng như là mọi thứ này, bên lòng trong phần khoang nội thất của nó tương đối là mộc mạc. Cái keo chỉ phần nắp capo hoàn toàn nguyên zin, không mất phần nào các bác nhé. Keo chỉ nắp capo này 286 triệu thôi. Đấy. Còn đây là phần khoang ra mặt máy của nó này, cũng như là hệ thống gọi là động cơ nó không hoàn toàn không có hiện tượng gì gọi là gỉ dầu cả, không một chút gì gọi là gỉ dầu các bác nhé. Máy em này thì là máy còn nguyên zin các bác, máy còn nguyên zin. Đấy. Mặt dàn cò của em này là cũng đã qua chỉnh sửa một chút rồi. Nói chung là người ta làm lại cái gioăng dàn cò thôi, cái gioăng gỉ dầu các bác nhé. Cái dòng thủy dầu thì nhiều khi đi một vài năm cái dòng nó kém đi là nó dầu nó tràn ra ngoài, người ta phải làm lại cho nó khít để tránh tình trạng là máy nó ướt nó ẩm và nhìn nó sẽ không được thẩm mỹ cho lắm. Chứ thật ra cái dòng thủy dầu thì nó rất đơn giản các bác nhé, nó không ảnh hưởng đến tổng quan của mọi khoang động cơ cả. Máy nổ thì mình thít rồi, tiếng máy rất là ok, giòn tan tiếng các bác nhé. Đấy, được cả nên cả bộ đèn bi salon đều sáng rồi, rất là đầy đủ đồ chơi các bạn. Các bác nào đúng chân với chiếc Toyota Vios với phiên bản gọi là bản thiếu máy 1.3 đời 2014 giá là 286 này, 286 triệu, bên em báo rút hồ sơ hỗ trợ vận chuyển này thì có thể alo liên hệ trực tiếp với em theo số điện thoại cũng như Zalo 0389726738 các bác nhé. Vâng, bác nào mới xem qua video của mình lần đầu tiên thì có thể cho em xin một lần đăng ký và bật chuông thông báo để em liên tục cập nhật tất cả mẫu xe mới về trong ngày tại địa chỉ của em là chợ Thuộc Cũ miền Bắc, km 47 Quang Trung, Hải Phòng. Vâng, cảm ơn toàn thể quý chị bạn đã xem video của em. Hẹn gặp lại toàn thể quý chị bạn ở video sau ạ.